ghế. Rồi, chào nhà gái, mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em, chị Ngọc Lan và chào tất cả các anh các chị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hậu, em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng hiện tại thì đang làm việc tại ở Bình Dương. Công việc của em là quản lý kho. Em là gì Hậu? Em là Trịnh Văn Hậu. Trịnh Văn Hậu làm ở Bình Dương Bến Cát. Rồi chào nhà trai nha, bây giờ nhà trai nghe giới thiệu của nhà gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Dạ con chào chú Linh. Dạ con là Trịnh Thị Tiền, sinh năm 90, đến từ Cần Thơ. Nghề nghiệp của con là chủ của một spa và thẩm mỹ viện Phương Sâm tại Cần Thơ. Và hiện tại cũng sinh sống tại Cần Thơ. Giỏi vậy trời, sinh 90 mà mở spa làm chủ luôn á hả? Dạ. Rồi bên đây làm ở Bình Dương, mình sống ở Bình Dương với ai vậy Hậu? Dạ hiện thì em đang sống một mình ạ. Mình ở nhà trọ hả? Dạ thì em cục đất đây thì cục đã từng mua ở trên đấy rồi. Đã từng mua? Dạ, đã mua, hiện tại đã có ở... Đã có rồi hả? Trời, giỏi quá. Rồi chưa xây nhà thôi đúng không? Dạ, tại vì có một mình thôi nên là em cũng nghĩ chưa có cần thiết. Còn khi nào mà giả sử như mình tìm được cái duyên của mình rồi anh, thì bắt đầu mình cũng bắt tay vào công việc để chuẩn bị, lỡ có ai lấy còn về có nhà cho người ta ở. Đó, nhà trai tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy chưa? Có đất đai rồi đó ha. À, em ưu khuyết điểm em là gì Hậu? Dạ thì theo mọi người nhận xét thì em con người hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Đặc biệt thì em thì có tham gia các cái nhóm thiện nguyện đi từ thiện khắp cả nước mình luôn. Còn một năm thì em thì người nhỏ nhỏ chút, nhưng năm em đi hiến máu tới 4 lần á. Đi hiến máu nhân đạo 4 lần trong một năm, và các cái nhóm từ thiện ở các ngôi chùa hoặc là các cái trẻ em cần gọi là sự giúp đỡ thì hàng năm em có tham gia đi. Em cũng biết làm thơ ít, biết hát ít. Còn cái ưu điểm là em không bài bạc, không rượu chè gì hết. Cái khuyết điểm của em thì hiện tại thì em có hút thuốc, nhưng mà em chưa bao giờ hút thuốc trước phụ nữ, trẻ em, người già và những người không ngửi được khói thuốc, em không bao giờ hút. Hay quá. Một cái nữa là tính em thì hơi thẳng, có cái gì đấy mà không phải là không vừa lòng với bản thân mình, chưa chắc mình đã đúng, nhưng mà tính cái mặt bằng chung á, mình thấy cái đấy không có phù hợp á, thì em thường hay góp ý, chẳng hạn như cấp dưới hoặc là bên trên thì em cũng nói, có thể tùy cơ ứng biến ai lên. Mình thẳng thì thẳng, nhưng gặp riêng đừng có nói trước mặt mọi người. Dạ, góp ý mọi người người ta không hay lắm. Dạ. Vậy là cũng tốt lắm. Dạ. Nói chung bây giờ anh thấy bên nhà trai anh là tốt hơi bị nhiều đó là nhà gái ơi. Dạ. Còn nhà gái mà nghe thấy thương luôn á. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em á thì em cũng là một con người vui vẻ hòa đồng. Em có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và sống tự lập. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì em nấu ăn dở. Không sao, bên kia nấu ăn ngon lắm. Dạ, dạ em cũng hay giận nữa. Thì chẳng hạn như người đó nói cái gì đó mà không uy tín với mình, hay là một cái lời hứa gì đó mà hứa không có uy tín với mình, thì em sẽ giận. Mày giận lâu không? Dạ không chị. Cái này bình thường thôi mà, đâu phải khuyết điểm đâu. Rồi bây giờ nhà gái bao nhiêu mối tình rồi, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì lúc còn thở nhỏ cũng không có đáng kể mấy. Mối tình thứ hai là chồng của em, là người đã em đã từng lập gia đình. Cái mối tình đó thì do ba mẹ định, chứ tụi em cũng không quen. Rồi chung sống với nhau thì cũng không hạnh phúc, cho nên là em quyết định ly hôn. Em có con chưa? Dạ không chị. Vậy hả? Rồi thôi, không có con thì chúng ta cũng dễ hơn, thoải mái hơn ha. Dạ. Rồi để chị qua chị hỏi nhà trai coi tình trường sao. Nhưng mà đó, bên đó chia tay lâu chưa? Dạ cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi nhà trai. À, 2 năm rồi. Nhưng mà em kết hôn bao nhiêu năm? Cũng tầm 10 năm á chị. Kết hôn 10 năm. Dạ. Mà không có con. Dạ. Dạ chào nhà trai. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra thì trước đây em cũng đã từng lập gia đình. Ở cái lúc đấy thì thời nhà em sinh viên thôi. Thời gian lập gia đình tầm khoảng gần 1 năm rưỡi. Hiện tại gọi bằng cô, chứ không thể gọi là vợ cũ được. Cái lý do là bây giờ cô đang đi xuất gia. Đi xuất gia tức là thế này. Nói với anh Quỳnh Linh, tức là cô ngày trước á, thì lúc đó hai người nhà em cũng đi làm trong công ty á. Thời gian rảnh thì nhà em có đi chùa. Và lúc đó có dẫn cô đi á, thì một thời gian sau á, thì cô phát nguyện ăn chay trường. Rồi đến có một bữa thì cô cũng buổi tối nằm ngủ quay lại cái quá khứ một chút. Đó là cô bảo nói là sau này lỡ mà hai người không còn ở với nhau thì như thế nào, định hướng trước. Thì
Nói chung cuộc hôn nhân đấy thì nói chung em hài lòng với cuộc hôn nhân đấy, chứ còn nữa là không có cái lời qua tiếng lại gì cả. Nhưng mà cô phát nguyện đi xuất gia rồi, lúc đấy là cô tóc tốt lắm, mà cô đi qua ở chỗ một cái nơi mà người ta bán cá bán chim á, mà cô quay vào trong cái tiệm cắt tóc á, cô cắt trắng luôn để đi ra bán lấy tiền nó để thả hết đàn chim nó. Rồi sau cũng phát nguyện ăn chay trường, mà ngoài cái việc mà đi đến công ty là mặc đồng phục công ty đó, thì về nhà chỉ việc ăn chay trường và mặc đồ chùa thôi. Thì lúc đấy thì em thấy cái tâm của cô cũng mạnh liệt, rồi em cũng thường nghĩ rằng mình thương một con chim á, là mình thả nó ra được bay đi, chứ không phải mình nhốt nó trong lồng cho nó ăn rồi suốt ngày nhìn nó. Rồi sau cũng báo với bên nội với bên ngoài, thì cũng thuyết phục. Đến 2014 là cô xuất gia, hiện tại đang tu ở chùa Đồng Tháp. Và đến 2017 á, thì em có liên lạc với cô, thì có bảo tại vì cái con đường của cô đã phát nguyện đi như vậy rồi á, nên là 2017 thì nhà em ly hôn, em cũng chưa có em bé. Mối tình em lạ quá nha, cuộc hôn nhân cũng rất là lạ nha. Dạ, thì... em nghĩ rằng chắc vợ em cũng có chân tu hả? Dạ thì chắc là vậy. Cái duyên nó cũng có tới đó, nó cũng hết rồi. Bây giờ mình cũng lâu đúng không? Từ 2014 tới nay. Dạ. 9 năm ha. Mình bây giờ nè, nói mình... chuyện mới đi. Đúng rồi, mình nói chuyện mới đi. Gái cái đã. Ôi, dạ. Cô gái xinh, rất là xinh, cười rất là tươi luôn. Em nãy giờ nghe chàng trai bên kia tâm sự như vậy thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận thì ở bên anh bên kia thì cũng có một cái tấm lòng lương thiện cũng khá là giống em. Thì thật chất ra là em cũng là một con người rất là lương thiện, thì em cũng hay đi làm thiện nguyện. Mai mốt đi ảnh cho nó vui ha. Bây giờ thôi, em cho anh biết là bây giờ em muốn tìm một nửa mảnh ghép của em như thế nào, tiêu chí ra sao? Cái tiêu chí của em thì cũng chỉ cần một người đơn giản thôi, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, người đàn ông có trách nhiệm, biết chia sẻ với vợ con. Nãy giờ anh kia nói đó là anh có tất cả mọi thứ rồi đó. Đừng có gia trưởng. Không, anh này thì chắc không gia trưởng đâu. Cái tâm thiện lành như vậy thì họ ít có cơ xét nét từng ly từng tí lắm. Đúng rồi, thôi. Chị nghĩ là hợp nhau đó. Chị nghĩ là để chị qua đây chị hỏi coi cái anh này là có hình mẫu lý tưởng về một cô gái như thế nào nè. Một người bạn nữ mà em mong muốn á, thì nói chung ngoại hình thì không cần đẹp đâu. Tại vì nếu mà mình mà ưa cái đẹp á, quan niệm của em á, bây giờ họ đẹp mình thích, vậy ngày mai đi người ta già người ta không đẹp nữa mình không thích đâu có được. Đó. Dạ, quan trọng là một người phụ nữ của gia đình, biết kính trên nhường dưới, thì hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đặc cha mẹ hai bên á. Còn nấu ăn không được thì em nấu, tại vì trước đây em cũng đã từ tay em mở một quán ăn. Từ là người chế biến, từ bán cho khách, sau từ quay ra là rửa chén bát xong đi ngủ vào sáng ngày làm tiếp. Sau em nghỉ rồi em đi làm. Không, nãy giờ thì tôi không phải tôi bình nhà trai, nhưng thấy nhà trai điểm cộng nhiều lắm á. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với con bé đệ tử của em. À, đệ tử hả? Dạ. Học trò ha. Dạ, đang học cùng xăm. Con nhìn coi có hợp với cô con không? Cũng hợp. Cô còn dữ không? Dạ không. Cô còn có la con không? Dạ không, cô con hiền lắm. Cô con có nhiều chàng trai theo đuổi không? Dạ có, nhóc hết trơn. Có nhóc luôn hết trơn. Trời ơi, có nhóc luôn vậy mà. Cô không chịu. Cô khó quá cô hả? Dạ. Con thấy chú này được không? Dạ con thấy cũng được. Hiền không? Dạ hiền. Hiền ha. Trời ơi, nó đâu dám nói đâu. Nói hỏi thế nào về bị cô la hay sao? Rồi, cô cảm ơn con. Cô bác học thêm khóa nữa. Ở nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi được có một mình đó. Tại vì thấy có anh Quyền Linh rồi. Nên đúng là rồi. Thôi đi một mình. Không sao hết. Anh lo. Bây giờ thì mở rào. Hợp lý. Bắt đầu đi, chàng trai yêu thành của tôi. Nào, chuẩn bị sẵn sàng. Cứ mạnh dạn mà tiến tới. Cô giáo đi. Cô giáo cũng nhóc người theo đó. Anh cho em. Thì hôm nay đến với chương trình cũng là một cái duyên. Anh có con gấu tặng cho em, mong em nhận. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà nhỏ gửi đến anh. Chúc anh cái sức khỏe. Có sức khỏe thì mình sẽ làm được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Anh cảm ơn nha. Rồi cho anh xin phép nói cái là đi tìm được con gấu này anh bỏ ra tất mất khoảng gần 10 ngày. Không, nó không đơn giản thực sự như vậy. Tại vì em biết không, ở trong này nó có 3 trái tim. Bên ngoài là một trái tim rất là lớn, anh thích ở trong 3 trái tim này. Nói tất cả bạn bè đi tìm làm sao có cho được không, nhưng mà người ta tìm không được, nó duyên đến với anh nên anh tìm được. Trời ơi. Em cảm ơn anh, em ghi nhận. Chú đáo chưa? Thấy nhà trai tôi chú đáo chưa? Được rồi. Bây giờ mình trò chuyện đi đó. Hồi nãy giờ các bạn cũng rất là nôn nao gặp nhau để coi
hình dáng có giống như suy nghĩ các bạn hay không? Đó, ánh mắt đầu tiên như thế nào? Hiện tại là anh ở riêng, ở một mình hay là anh ở cùng với gia đình? Hiện tại thì anh đang ở một mình. Dạ. Ở một mình, có mua đất sẵn rồi, chờ người đến là xây nhà thôi. Dạ, em cũng ở một mình và em cũng có đất sẵn rồi chị Linh. Ráp về là một, đất nó dư ra cho mướn. Anh cũng có đất rồi, em cũng có đất rồi mà mình chưa có tiền xây nhà. Thì dạ, anh có thể bán đất của anh về xây nhà cho em chẳng hạn. Trời, quá hợp lý. Vậy anh có muốn hỏi gì về em không? Anh nói mình lên đây là cũng là một cái duyên rồi. Tất nhiên mình lên đây là nghiêm túc, mình có cảm xúc ban đầu thì mình mới bấm nút. Nhưng mà cũng không phải là mình bấm cái nút xong là mình dắt tay nhau ra ngoài ủy ban mình đăng ký kết hôn. Mình còn tìm hiểu rất là kỹ nữa. Nếu mà giả sử như em cảm thấy anh là cái người mà em cần tìm, thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh cũng hứa là anh sẽ không cho được những gì em muốn, nhưng mà anh sẽ cho em được những gì anh có. Dạ. Chúng ta hãy đến gần nhau nữa. Đến gần nhau chút xíu nữa nào. Đứng sát bên nhau, nhìn thẳng vào nhau. Đó. Em trai thấy em gái thế nào? Chúng em, anh thấy em cái tiêu chuẩn anh đưa ra thì vượt qua giới hạn của anh. Thì nói chung anh thì thực tế thì anh không có đẹp trai, cũng chẳng có phong độ. Nhưng mà anh nghĩ rằng trái tim của anh đủ ấm áp để che chở cho em. Anh cũng hy vọng rằng em tạo điều kiện, không những là cho anh mà đó cũng là điều kiện, cái cơ hội cho cả hai người để mình tìm hiểu. Nhà gái thấy sao? Thấy thế nào về chàng trai đang đứng trước mặt em? Dạ, nói chung thì nói về cái tiêu chí em đưa ra thì nó không được như em mong muốn. Nhưng mà về cái thiện cảm thì em thấy là anh cũng có rất là cái thiện cảm. Đồng cái quan điểm là cùng làm từ thiện với nhau. Rồi, bây giờ em có thể hát một bài tặng cô ấy. Đừng gây thêm nhiều thiện cảm nữa. Quan trọng người ta có thiện cảm với nhau thôi. Có những tiêu chí là tôi muốn 1m8, 1m9, có những tiêu chí là phải đẹp trai này kia. Nhưng mà những tiêu chí đó khi gặp nhau, thiện cảm nó sẽ lấp tất cả trụ trống nó lại hết. Cho em xin hát một đoạn ha. Một đoạn là một bài hát miền Trung yêu dấu. Lâu lắm chưa về thăm lại miền Trung, miền yêu dấu xưa. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bấy chừ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhưng câu thề xưa hẹn hò trong mưa ai đã quên rồi. Câu chuyện thận tiên ngày thơ rất xa, bỏ lại hàng dương xanh xao rũ bóng bên bờ phù sa. Mây thấp mưa về dâng nỗi sầu nơi chốn xa xôi, quê chân trời đỏ dấu yêu thuở nào. Rồi, được rồi. Bớt hát mấy bài buồn là đi. Mình kiếm bài nào vui vui để mình hát lên. Em gái hát được bài nào vui vui không? Thì em xin hát tặng mọi người bài Nói Lại Tình Xưa đi. Nói lại. Hợp lý đúng không anh? Hợp lý, rất là hợp lý. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gối ghém từng kỷ niệm. Phải nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Ngọt ngào quá. Hai người nào về tập bài nào vui vui giùm tôi cái nha. Nói là tình xưa mà nghe buồn quá. Thôi, nói tóm lại anh thấy đây là một chàng trai rất là tốt đó. Có thể chưa đúng tiêu chí của em lắm, nhưng anh nghĩ rằng tất cả những sự chân thành của anh ấy, những cái gì mà anh ấy đã thể hiện nãy giờ, nó sẽ bù đắp rất nhiều vào những cái tiêu chí đó em ạ. Anh chỉ nói về thôi. Còn chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Rồi, mời các bạn. Mời hai bạn về chỗ. Để tay nút bấm, bây giờ chúng ta đưa ra quyết định tùy các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. Mình thích mình bấm ngay nút đó. 3 2 1 Hết thời gian.
anh nghĩ rằng là tại vì em quá lo lắng thôi. Đúng rồi, cô này chưa có mở lòng được. Nói chung là chúng ta để tìm được một người mà đúng với ý chúng ta tất cả khó lắm. Quan trọng là mỗi một bên sẽ có một cái khiếm khuyết gì đó, và chính chúng ta sẽ là người thay đổi khiếm khuyết đó để cho nó lành lặn hơn. Thì anh cũng xin cảm ơn em đã dành thời gian để đến đây hôm nay để gặp anh. Nếu như mình không đến được với nhau, anh cũng mong sao em tìm cho mình được một người, một trái tim đủ ấm áp để lo che chở cho bản thân em, cũng như là tương lai cho em và gia đình của em từ đây trở về sau. Và nếu mà có duyên thì mình liên lạc với nhau, còn nếu như mà duyên chỉ dừng đây nữa thì mình cứ tùy duyên nhé. Chàng trai rất tử tế à. Chúng ta sẽ có số điện thoại của nhau để liên lạc với nhau online. Còn nếu mà mình được chọn thì chúng tôi sẽ thông báo cho em biết là mình sắp xếp để vào Sài Gòn mình ghi hình ha. Ok, bắt đầu giới thiệu về bản thân mình đi em. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của em là gì ha? Dạ, em tên là Đỗ Thị Mỹ Linh, em năm nay 28 tuổi. Em hiện tại là giám sát bán hàng. Em sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa. À, Đỗ Thị Mỹ Linh 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu ta? 94. À, 94. Giám sát bán hàng của cửa hàng nào em? Dạ, Kho Chị. Ừ, là quê của em ở Khánh Hòa đúng không hả? Dạ. Ừ, là trước giờ đã từng vào Sài Gòn nào chưa? Dạ, em có chủ viên ở trong đó, em có vèo đã vài lần. Ừ, ok. Rồi nếu mà đợt này nếu mà có người phù hợp thì vẫn sắp xếp vào Sài Gòn để tham gia được đúng không? Ừ, ok. Linh nha, chia sẻ về bản thân em đi, những điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào hả? Dạ, điểm mạnh của em là hiền lành, là người sống rất nhiều, và sống biết lắng nghe như chị. Với lẽ sống độc lập. Em sống độc lập, em cũng sống theo thời gian chị thích thể thao rồi ăn uống rồi. Dạ. Thể thao này nó chơi giỏi môn gì không? Dạ em bơi lội, chạy bộ, chạy du lịch, tập yoga. Rồi vậy hả? Có nhảy nữa. Dạ có. Rồi. Đó là những cái điểm cũng khá là mạnh rồi. Ngoài ra mình có những cái điểm yếu gì không? Điều của em là không quên, với lại sống hơi nội tâm, em có chia sẻ với người khác. Với lại là em đọc lập lên này, em hay có cái tính tự quyết, em không có biết lấy lòng người khác. Tính hơi vô tâm. Ok, bạn thì trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nguyên chơi 1 năm thì em có 2 mối tình. Dạ, một mối tình là được một năm. Rồi sao mà chia tay? Dạ, quen cái bạn 4 năm này thì hồi đó em còn sinh viên. Rồi khi mà em học lên trường thì bạn nó có cưới. Nhưng mà cái lúc đó là công việc quen chưa ổn định, kinh tế của em cũng chưa có ổn định. Nên là em không có đồng ý cưới nên là quen chia tay. Dạ, còn bạn thứ hai em quen 1 năm là do bạn đó hơi nhậu nhiều, một tuần bạn nó nhậu đến 2-3 lần nên là em không có thấy ok nên em chia tay. Trời ơi, vậy đó hả? Là mới quen em là bạn đó đã nhậu nhưng mà nhậu có rủ em đi không hay là sao? Dạ có rủ em đi nhưng mà em nghĩ là bạn nó sẽ thay đổi nếu mà yêu mình, nhưng mà em quen một thời gian nó còn thay đổi nên là em đổi bạn này. Vui là đó lên kia, nếu mà nó lên thành thôi cũng chia sẻ vậy đó. Nếu mà bạn không thay đổi thì mình đổi bạn luôn. Rồi bây giờ em mong muốn một cái chàng trai như thế nào phù hợp với em? Dạ em thích cái người đó là phải sống có tâm, có đạo đức, kinh tế thì ổn định thì sẽ tốt, nếu mà sau này kiếm rất là nhau. Rồi người đó sống là phải thể thao, kiểu như sống một cái cuộc sống kiểu thì thích một cái người mà bê bết nhậu nhẹt hay là hút thuốc lá, không có coi trọng bản thân. Để con thích cao lên 1m65, nếu có ai lúc đồng tiền thì càng tốt. Ủa sao thích có lúc đồng tiền? Dạ đúng rồi, thích được có lúc đồng tiền. Cái này cứng rồi hả? Rồi, cái người đó
mang lại cho mình được cái cảm giác an toàn, như là đúng chị chăm. Còn tuổi tác của mình sao em? Dạ nếu mà được ở gần nơi em sống thì là tốt. Nhưng mà bạn đó đang làm việc ở Sài Gòn thì có được không? Tại vì em cũng thích ở Nha Trang hơn là Sài Gòn. Ở trong đó cũng sống xô bồ, em không ở trong đó lắm. Nhưng mà ví dụ như lúc quen thì mình có thể yêu xa, bạn đó có thể sắp xếp này khi rồi mình thấy ở đâu phù hợp thì mình ở đó. Dạ. Nếu gần Khánh Hòa thì càng tốt đúng không? Ví dụ như Bình Thuận, Ninh Thuận kia vẫn được đúng không? Ok, còn việc mà yêu xa, thời gian tìm yêu xa thì hai bạn tự chủ động sắp xếp với nhau thì vẫn được ha. Dạ, thường mà em không thích yêu xa lắm, tại vì yêu xa khó gặp mặt, khó tìm hiểu quá chị. Thì là vẫn ưu tiên những bạn nào mà gần gần ha. Nhưng mà rồi có điểm gì, còn tuổi tác của bạn trai thì như thế nào? Dạ, tuổi tác thì em phải là trên 22 tuổi thì trưởng thành. Chứ còn mấy người mà dưới 32 tuổi, 30 tuổi em thấy cũng còn chưa ổn định lắm. Dạ, em thích trên 32 tuổi. Nói chung là, nhưng mà những bạn mà nó tầm tầm của em, người ta rất là chín chắn, chỉnh chạc thì khi nắm được thì có được không? Dạ, được. Dạ. Ok, rồi em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ, em hát dở lắm. Rồi nhạc thì em chỉ có đi học nhảy zumba thôi, nhảy theo nhóm rồi thôi, chỉ nhảy một mình em tại đó. Nếu mà hát thì mình gọi là ca hát giao lưu cho nó vui vẻ thôi. Thì mình chuẩn bị cái bài nào mà mình thích nhất, hát quan trọng là vui á, không cần phải hay. Thì là có gì khi mà gọi phải trao đổi về nội dung á, thì chị sẽ dặn dò thêm ha, để mình lên sân khấu mình thể hiện cái sự tự tin của mình. Quan trọng bây giờ là phải có cái chàng trai phù hợp cho em đã. Dạ. Sẽ thông báo cho em để em sắp xếp tham gia nha. Dạ. Em cảm ơn. Ok, chào em. Dạ. Hạnh Nguyễn ha, rồi. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 96. Em đang ở Đà Lạt và là giáo viên tiếng Anh. Dạ. Rồi em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu của em nha. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng và nhẹ nhàng. Em có thể dễ dàng làm quen với những cái bạn mới và thích nghi với môi trường mới tốt. Còn điểm yếu của em là suy nghĩ hơi nhiều. Dạ. Em đang niềng răng á, thì bao lâu mình sẽ tháo được em? Dạ thì khoảng cuối năm nay tháng 12 ạ. Rồi chia sẻ thấy nhẹ nhàng mà có ca hát gì được không, tài lẻ gì không, múa mai được chẳng hạn? Dạ em có thể múa và hát một chút. Múa là múa thể loại gì em? Thì em có thể múa thì đó, nhỏ là không nghe tiếng chị kia. Hiện tại thì rồi. Em đang học các chàng cũng em đang học đàn piano. Đam mê nghệ thuật quá ha. Ok, em hát một đoạn chị nghe thử nha. Cái lý do làm sao mà mình tìm tới với chương trình, rồi trước đó em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì trước đó thì em thì tốt nghiệp năm 2020, tốt nghiệp đại học. Thì trước đó thì cũng lo học thôi chị, cấp 3 thì cũng lo học, rồi đại học thì cũng lo học thôi, thì cũng có một mối tình kiểu
trong trường đại học thôi. Còn bây giờ thì em làm online, em dạy tiếng Anh online nên là chủ yếu mình không có đi ra ngoài nhiều. Thì em không có hẹn hò ai hết. Thì cũng 26 tuổi rồi nên là mẹ cũng nói là thôi con cứ thử đi. Thì theo em á, thì lý do em có cái điểm gì bạn trai sẽ thích em? Em nghĩ là em cũng khá là dễ chịu, với lại là em cũng tâm lý. Ngoài ra thì em cũng có học về tâm lý thì em cũng khá hiểu về tâm lý. Cho nên là với lại thì trong gia đình đó sao trước đó em không có ý lập gia đình em? Em nhìn trai em không có cảm xúc gì hay sao? Không phải không có cảm xúc mà em bị ngại chị. Em ra đường mấy bạn nhìn em không có nhìn lại hoặc là nhìn sao là mẹ của mình thôi. Nhìn lại kình mặt với người ta chứ mắt chị sợ rồi đi vô lớp học thì sao? Em dạy là em dạy cấp mấy hay là dạy ở trung tâm như thế nào? Tại em đang dạy online trong cái hệ thống dạy một quá chị. Từ các bé nhỏ, từ tiểu học cho tới các bạn người lớn luôn. Và có dạy đạo thêm. Hồi trước là em làm trong trường ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh á. Nhưng mà sau cái đợt dịch đó, gia đình em thì chỉ có em với mẹ thôi. Nên là em sắp xếp công việc cũng không có online hết. Thì hiện tại công việc online cũng khá là phổ biến rồi. Bây giờ là em xin qua về đây ở lớp với em. Hiện tại em đang ở đây em ở lớp mẹ rồi em làm online luôn. Hồ bay dạ, có thời gian rồi. Rồi mẹ đâu chị nha. Rồi ok, em thích tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi trao đổi với mình thêm nha em ha. Ghi hình sao ở thành phố Hồ Chí Minh là em vẫn xuống được đúng không? Dạ đúng rồi, hiện tại em vẫn xuống sang công tác một tháng một năm. Ủa, vậy hả? Dạ. Ừ. Ok, vậy thì quá tốt, là thuận tiện rồi đó. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, casting quá đúng không ạ? Dạ chị ơi, mình xong rồi á, mình bấm nút nhỏ rồi cuộc gọi giúp em nha, em cảm ơn chị ạ.